Chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 2019, thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay trung tâm của Berlin. Và hiện nay ở trên thế giới và đặc biệt ở Mỹ đã xảy ra một sự kiện rất quan trọng và có thể nói là liên quan cả đến Trung Quốc và với Việt Nam. Đó là việc Tổng thống Trump ra lệnh các doanh nghiệp rời Trung Quốc, và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì lại đang lúc này đang rất quan ngại về tàu Hải Dương 8 khi đang tiến sát cái vùng chủ quyền lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông, cũng như gần những khu vực mà tàu thuyền Việt Nam thường xuyên đi lại. Và Tổng thống Donald Trump ngày thứ Sáu hôm qua đã gây sức ép cho các công ty Mỹ phải rời khỏi Trung Quốc sau khi Bắc Kinh công bố mức thuế trả đũa đối với hàng hóa trị giá 75 tỷ USD của Mỹ. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy ông Tổng thống Trump, và trong suốt cả thời gian vừa qua liên tục các bạn cũng đã nhận ra qua nhiều cuộc đàm phán và qua nhiều cái phát ngôn khác nhau, thì chúng ta thấy rằng ông Donald Trump là cái người phải nói rằng ông ta khẳng định về cái việc chủ nghĩa xã hội là chỉ đem lại cái đau khổ cho nhân loại. Chính vì vậy mà ông ta đã không thể để Trung Quốc tiếp tục ăn cắp những công nghệ và có những cái biện pháp thương mại bất hợp pháp với Mỹ để hưởng lợi mỗi năm hàng trăm tỷ USD. Và bây giờ ông ta phải dừng lại cái bàn tay của Trung Quốc khi đang vươn ra tới Mỹ và tất nhiên nhiều nước khác nữa. Và đây là hình ảnh mà ông Trump nói rằng chúng ta không cần Trung Quốc, và nói thật chúng ta sẽ khá hơn nhiều nếu không có họ. Số tiền khổng lồ được tạo ra và bị Trung Quốc đánh cắp từ Mỹ từ năm này qua năm khác, từ nhiều thập niên nay sẽ và phải dừng lại. Ông Trump, ông viết như vậy trên cái trang tweet của mình. Ngoài ra, ông Tổng thống Mỹ cũng nói thêm, các công ty lớn của Mỹ giờ được ra lệnh ngay lập tức tìm kiếm một nước thay thế Trung Quốc, bao gồm việc đưa các công ty của quý vị về nhà sản xuất và sản phẩm sản xuất ở Mỹ. Đây là cái điều mà các bạn có thể tham khảo trên một số trang báo quốc tế cũng như một số trang báo Việt Nam đã thông qua. Vậy chúng ta phải nói rằng tại sao ông Trump, Tổng thống Mỹ, luôn luôn đưa ra những cái phản ứng mạnh mẽ với Trung Quốc, bởi vì ở đó đất nước do một đảng cộng sản là độc đảng lãnh đạo, mà ông ta là cái người thượng không ưa với cái điều đó. Và không phải chỉ ông Donald Trump không ưa, mà cả thế giới văn minh, những nước dân chủ tự do không bao giờ mong muốn cái điều đó, bởi vì Trung Quốc như các bạn đã biết, họ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và bắt giam tù đầy rất nhiều người, mà trong đó có cả Việt Nam, là cùng cái đất nước và cùng với thể chế của Trung Quốc và được Trung Quốc hỗ trợ, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái điều mà ông ta nói rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu không có Trung Quốc. Và các bạn có thể tự tra cứu những cái thông tin này, đọc trên trang tweet của ông Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội cũng như là trên các trang mạng truyền thông khác, để biết và xác thực được cái thông tin này một cách rất cụ thể. Và hàng ngày ông ta viết rất nhiều tweet và đưa ra những cái thông tin rất cụ thể để các bạn có thể xem và biết. Ông Donald Trump cũng cho biết ông đã ra lệnh cho các công ty vận chuyển gồm FedEx, Amazon, UPS và Bưu chính Hoa Kỳ tìm kiếm và từ chối tất cả những chuyến hàng chứa fentanyl gửi đến Mỹ. Đây là loại thuốc giảm đau và người dùng có thể gây mê. Fentanyl cũng được tổng hợp từ bất hợp pháp và được sử dụng như một loại thuốc giải trí, thường trộn lẫn với heroin hoặc cocaine. Và những cái thuốc này các bạn thấy rất nguy hiểm. Nó không phải chỉ ở Mỹ mà nó đột nhập cả vào Việt Nam. Và những cái thuốc này nó gây nghiện rất nhanh. Cũng như ở Mỹ, riêng ở Mỹ hàng năm theo những thống kê thì đã gây chết hàng trăm nghìn người Mỹ vì những cái thuốc này mà được sản xuất ở Trung Quốc. Bởi vì lợi nhuận của nó rất lớn, sản xuất của nó rất dễ. Và chính vì những cái người ở Trung Quốc họ đã sản xuất và họ đã kiếm lời rất nhiều khi họ bán những cái loại sản phẩm này vào Mỹ dưới những dạng bưu kiện được chuyển đến Mỹ. Thì đây là hình ảnh các bạn có thể thấy. Và nó những hóa chất này cũng được gửi đến Việt Nam và cũng gây chết chóc rất nhiều người Việt Nam. Thì nơi đó là cái nơi sản xuất ra những cái thứ mà có thể nói là giết người hàng loạt như thế này, thì là cái điều mà cần phải loại bỏ. Và Trung Quốc cũng vừa tuyên bố trong thời gian vừa qua đánh thuế 75 tỷ USD từ Mỹ. Các mức thuế quan mới đánh vào 5.078 mặt hàng của Mỹ và sẽ được áp dụng theo hai giai đoạn từ 5% đến 10% kể từ ngày 1 tháng 9 đối với đậu nành, thịt bò, thịt heo, dầu thô và cả hàng điện tử thông dụng, rồi 25% đối với xe hơi và phụ tùng kể từ ngày 15 tháng 12 tới. Và đây là hình ảnh các bạn thấy Trung Quốc áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ do Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế. Thì đây là cái đòn trả đũa của Trung Quốc đối với ông Tổng thống Mỹ cũng như nước Mỹ. Và đương nhiên với số tiền mà đánh thuế 75 tỷ USD lên hàng hóa Mỹ là một cái cớ, là một cái thứ mà ông Donald Trump sẽ dùng tiếp những quân bài khác. Và ông ta đã lập tức họp cùng với ban cố vấn của mình, và sau
10 tiếng đồng hồ đã đưa ra một cái mức thuế trả đũa rất lớn, rất cao, là ông Donald Trump cho Washington sẽ, ông nói rằng là sẽ tăng mức thuế bổ sung từ 25% hiện nay đang áp với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ lên tới 30% từ ngày 1 tháng 10 tới, tức là tăng thêm 5% nữa. Cùng với đó, tại Washington cũng sẽ tăng mức thuế bổ sung 10%, từ 10% lên 15% với 300 tỷ USD hàng Trung Quốc cũng nhập vào Mỹ, dự kiến sẽ áp dụng trong tháng 12 tới, sau khi tuyên bố tạm hoãn vào ngày 1 tháng 9 của ông Donald Trump trước đó. Tức là trước đây ông ta đã tạm hoãn thuế này, nhưng vì Trung Quốc đã áp thuế 75 tỷ đối với 75 tỷ hàng hóa của Mỹ, cho nên lập tức là ông ta không những đưa ra mức thuế này luôn và đồng thời tăng nó lên nữa. Thì đây là cái điều rất nghiêm trọng đối với Trung Quốc, bởi vì khi những cái nhà máy và những cái công xưởng của Trung Quốc sản xuất mặt hàng xuất cho Mỹ, nó không còn những cái đơn hàng được đặt hàng bởi vì hàng hóa nó quá đắt, thì những cái chủ xưởng đó họ sẽ phải đưa những cái nhà máy đó ra nước ngoài để sản xuất, để tránh cái thuế đánh từ cho những mặt hàng đánh nhập khẩu từ Trung Quốc, và sẽ dẫn đến nhiều cái hệ lụy khác nhau trong thời gian tới. Và không những thế mà Trung Quốc hiện nay đang tứ bề thọ địch, gồm có như biểu tình ở Hồng Kông. Các bạn thấy hiện nay trong thời gian này, ngay thời điểm này, chúng ta vẫn thấy những cái vụ biểu tình rất lớn, rất mạnh mẽ của Hồng Kông, của những người Hồng Kông trong thời gian qua. Đầu tiên là họ phản đối cái dự luật dẫn độ, và sau đó rồi họ yêu cầu tự do dân chủ và không muốn Hồng Kông trở lại cái thể chế, cái hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang quản lý người dân đại lục, và họ không muốn bị mất tự do. Chính vì vậy là đã có những cuộc biểu tình nổ ra liên tục, và cho đến ngày hôm nay vẫn liên tục xảy ra. Thì đấy là điều Trung Quốc đang phải đối phó. Và ngoài ra thì Trung Quốc cũng đang có vấn đề rất lớn, đó là họ đe dọa dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan. Đấy, và cái điều đó là dẫn đến cái việc mà Đài Loan trong thời gian vừa qua, khi Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, thì lập tức Đài Loan đã bắn hơn 100 quả tên lửa để răn đe Trung Quốc rằng nếu mà Trung Quốc lại gần và tìm mọi cách cưỡng bức Đài Loan để thống nhất với Trung Quốc, thì lập tức những quả tên lửa chống hạm đó sẽ được lao ra và đâm thẳng vào tàu Trung Quốc. Và thậm chí có những tuyên bố tại Đài Loan đã nói rất rõ rằng họ sẽ đánh vào cái đập Tam Hiệp, và cái nơi mà chứa rất nhiều nước, và có thể khi cái đập này bị vỡ ra thì sẽ cuốn trôi một nửa nước Trung Quốc ra biển. Thì đấy là cái điều rất nghiêm trọng, bởi vì đây là một trái bom nước mà bất cứ lúc nào, ở hoàn cảnh cuối cùng thì Đài Loan sẽ làm điều đó. Thì đây là cái đe dọa rất lớn đối với Trung Quốc. Và ngoài ra thì Trung Quốc cũng đang rất tìm mọi cách để thôn tính Việt Nam, và đặc biệt là vấn đề là chủ quyền của Việt Nam tại vùng biển đang bị đe dọa nghiêm trọng, với việc Trung Quốc bắt đầu có chiến lược là dùng những cái tàu thăm dò như tàu Hải Dương 8 này đi vào vùng biển của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò tài nguyên khoáng sản ở dưới bờ biển, dưới biển, vùng biển mà nơi mà Việt Nam đang sở hữu và quản lý, cùng với đội tàu hộ tống rất hùng hậu của Trung Quốc và rất hung hăng, sẵn sàng đâm phá cũng như là phá hủy những cái tàu cảnh sát biển Việt Nam hoặc những tàu ngư dân Việt Nam đến gần. Thì đây là cái chiến lược của Trung Quốc rất mới, mà họ đã ra mặt để họ tìm mọi cách để khống chế Việt Nam, và họ dùng cái đường lưỡi bò, tức là đường chín đoạn đó, để họ nói rằng là đấy là thuộc lãnh thải của họ, và yêu cầu Việt Nam phải rút tất cả các giàn khoan cũng như các tàu thuyền Việt Nam không được phép coi đó là vùng chủ quyền của Việt Nam nữa. Thì đây là cái thái độ rất ngang nhiên của Trung Quốc. Và ngay ngày hôm nay chúng ta cũng đã chứng kiến chiếc tàu Hải Dương 8 này, không những sau những cái phản hồi của Việt Nam, phản đối của Việt Nam bằng công hàm, họ còn không quan tâm đến, và họ còn đi sâu hơn vào lãnh thổ Việt Nam. Đó là việc tàu Hải Dương 8 và cùng với 4 tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống đã đi rất sát vào bờ biển của Phan Thiết của Việt Nam, và cách bờ biển này rất gần. Và đây là cái vùng mà thuộc thềm nền đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cho nên Trung Quốc bây giờ đã vi phạm một cách trắng trợn tất cả những cái công ước quốc tế mà họ đã ký trước đó. Và ngoài ra thì cái cuộc chiến thương mại với Mỹ đang ngày càng trở nên khốc liệt, và rất nhiều những cái cơ sở sản xuất sẽ rút khỏi Trung Quốc, và họ đã tuyên bố rút, như là Foxconn, các bạn đã thấy những hình ảnh này, là hàng loạt công ty lên kế hoạch rời nhà máy khỏi Trung Quốc, bởi vì không thể sản xuất mặt hàng nào mà xuất sang Mỹ lại bị đánh thuế đến 20-30% như vậy thì quá lớn, và sẽ làm cho giá thành sản phẩm rất cao. Và chính vì vậy là cũng có thể là Việt Nam sẽ được hưởng lợi trong cái việc này. Nhưng liệu Việt Nam có tiếp nhận được đáng kể các doanh nghiệp chạy sang hay không? Vì các bạn biết là hạ tầng cơ sở
của Việt Nam thì rất cũng kém, pháp luật Việt Nam thì cực kỳ tệ hại và không nghiêm minh, và tham nhũng thì tràn lan, và có những cái vụ kiện rất lớn xảy ra đối với cả những cái nhà đầu tư nước ngoài, như các bạn vừa chứng kiến tại Pháp đã xét xử những cái vụ kiện của Trịnh Vĩnh Bình, và dẫn đến Việt Nam phải bồi thường nhiều triệu USD, và vụ việc này vẫn chưa xong. Thì khi các nhà sản xuất và của các nước vào Việt Nam với cái nền pháp luật và pháp lý luôn luôn bất ổn như vậy thì cũng rất là khó khăn cho họ. Và cái điều quan trọng nữa là Việt Nam vẫn thuộc chế độ của một đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo, tức là họ lại đi theo cái đường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì tất nhiên là trước hay sau thì thể chế dân chủ cũng sẽ tiêu diệt nốt cái thể chế xã hội chủ nghĩa này thôi. Và điều này sẽ dẫn đến là các doanh nghiệp khi đầu tư ở đây sẽ gặp rất nhiều rủi ro, mà các bạn thấy hình ảnh rất cụ thể mà gần đây nhất vào hôm thứ Sáu vừa qua, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam ở đây, và ông ta cũng luôn luôn là cái người là cổ vũ cho việc xây dựng đảng. Nhưng mà cái việc mà khi Việt Nam bị xâm phạm chủ quyền biển đảo thì ông ta đã không có bất cứ một lời nói nào đối với hơn 4 triệu đảng viên của ông cũng như với quốc tế. Và chính vì vậy là đây là cái điều rất khó hiểu của các nước đối với đặt ra đối với ông Chủ tịch nước của Việt Nam hiện nay. Bởi vì khi mà chế độ độc đảng thì không có một cái đảng khác, không có một cái người khác, một cái phe nhóm khác họ có thể phản đối được cái việc hoạt của ông Nguyễn Phú Trọng khi ông ta không lên tiếng khi đất nước đang lâm nguy. Thì đấy là cái điều rất tai hại. Và tất nhiên là ông Nguyễn Xuân Phúc là cái người cũng trong Bộ Chính trị là Thủ tướng, nhưng ông ta cũng chỉ dám là quan ngại sâu sắc về những cái diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông mà thôi, mà không dám nói chỉ thẳng mặt Trung Quốc. Mà cái điều đó thực tế là đang diễn ra, và các nước trên thế giới đã lên án, lên tiếng rất nhiều, ngay cả Mỹ, châu Âu và nhiều nước khác nữa. Nhưng ngay cả những người đứng đầu nhà nước của chúng ta là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng không hề dám lên tiếng một cách thẳng thắn và chỉ rõ Trung Quốc là cái nước mà đang xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và cũng phải chăng đây là cái cơ hội rất tốt nhất để Việt Nam có thể thoát được Trung Quốc và tránh bị Trung Quốc cô lập như bây giờ. Tức là Trung Quốc thì từ trước đến nay không tử tế gì khi đối với Việt Nam, khi họ liên tục xâm phạm và thôn tính lãnh thổ Việt Nam từ những năm 1974, khi họ tấn công lực lượng quân đội của Việt Nam Cộng Hòa và chiếm giữ toàn bộ vùng Hoàng Sa. Và sau đó vào năm 1988 họ cũng lại tấn công quân đội nhân dân Việt Nam và bắn chết 64 chiến sĩ quân đội ở đảo Gạc Ma để chiếm giữ cái đảo này một cách bất hợp pháp. Và đương nhiên hiện nay thì ông Nguyễn Phú Trọng đang ốm cũng rất nặng, và cái khả năng lãnh đạo của ông ta cũng có hạn, và thời gian ông ta tại vị cũng không còn lâu nữa. Cho nên có lẽ Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần phải làm rõ hơn nữa vấn đề là Trung Quốc là một cái nơi, một cái đất nước mà luôn luôn khởi nguồn rất nhiều cái cuộc chiến tranh chống lại Việt Nam và thôn tính Việt Nam. Và ông cũng nên cùng Bộ Chính trị cân nhắc và vứt bỏ cái chủ nghĩa cộng sản đi để trở thành một nhà nước tự do dân chủ và hội nhập với thế giới văn minh tốt hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Và các bạn hãy bình luận trong video này cũng như gửi những yêu cầu để chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn những thông tin nhanh nhất, gần nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và chúc các bạn và gia đình một buổi tối cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.